Kênh phim tài liệu của Trình Thục Mai đã tải lên một video mới. Không lẽ cô ta đã điều tra được chuyện gì? Xin chào tất cả các bạn. Tôi vẫn đang du lịch ở Hồng Kông. Có điều là tôi rất nhớ các bạn. Gần đây tôi nhận được hai phần quà rất đặc biệt. Nhìn nó trông rất đáng yêu, nhưng mà tôi không biết làm sao để sử dụng nó. Tôi đã chuẩn bị một đoạn video. Mời bạn điền số điện thoại cứ bưu phẩm lên trang tin này. Bạn sẽ thấy nó thôi. Để mình thử điền số điện thoại ảo của bưu phẩm coi sao. Mời bạn điền mật khẩu, số điện thoại của bạn. Xin chào, Madame Trần. Quả nhiên là phóng viên quốc tế. Chứ gì để tìm ra được người gửi bưu phẩm cho cô. Có qua có lại thôi. Madame đã tặng tôi rất nhiều điều bất ngờ. Báo cáo C-2009. Đích thực hồi đó từ thiên đường bị cảnh đội nghi ngờ. Nhưng ảnh cô đã từ chức rồi, sự việc coi như kết thúc. Tại sao 10 năm sau lại gửi nhật ký đó cho tôi? Cô muốn nói với tôi điều gì không? Trước giờ tôi vẫn không tin từ thiên đường là hát cảnh. Vì một số lý do khác nhau nên bản thân tôi không tiện lộ mặt điều tra chuyện này. Vì vậy tôi mới tìm cô và gửi nhật ký cho cô. Cô với từ thiên đường là bạn thân, cô cũng từng làm nội gián, từng làm phóng viên. Chứ lý thì cô sẽ là người đủ năng lực giúp từ thiên đường tìm ra chân tướng sự thật. Cô cảm thấy từ thiên đường là trong sạch sao? Vậy người cô nghi ngờ là ai? Tu Tử An. Tại sao cô lại đoán anh ta? Cô đã điều tra được cái gì? Anh chỉ muốn điều tra Tu Tử An mới tiếp cận con gái ổng hả? Con người của Tu Tử An rất cẩn thận. Nếu như tôi không làm vậy, thực chất tôi không nghĩ ra cách nào để tiếp cận ông ta. Thì ra sao khi anh từ chức như vẫn kháng chặt vụ án này không buông? Bộ cô tưởng tôi cam tâm chịu nỗi oan này sao? Từ khi nào anh bắt đầu nghi ngờ Tô Tử An? Lúc tôi còn làm hình cảnh quốc tế, vô tình tôi phát hiện được danh tính và lý lịch của một thành viên trong một hắc bang ở nước Nga. Nó giống y hệt với một người bạn của tôi thời học trung học. Anh ta còn nói anh từng sinh sống ở Hồng Kông. Nhưng mà tôi chắc chắn anh ta không phải người bạn thời trung học của tôi. Vậy thì người đó là ai? Tại sao phải dùng danh tính bạn học của anh? Sau này tôi không ngừng hỏi anh ta. Anh ta sợ tôi làm lộ tẩy, vì vậy anh ta đồng ý giao dịch với tôi. Sau khi anh ta nhận được tiền, đã nói hết tất cả những gì anh biết cho tôi nghe. Thì ra anh ta thông qua phía cảnh sát Hồng Kông mua một danh tính mới, và người trung gian đó chính là Tô Tử An. Có nghĩa là Tô Tử An có khả năng đang cấu kết với thế lực đen. Tại sao tôi vừa nhắc đến Tô Tử An có lời cẩn trương thế vậy? À, phải rồi. Tôi quên mất tiêu lúc trước ông ta là thầy của cô. Nếu tôi với anh ta là đồng lõa, vậy tại sao tôi còn tìm cô điều tra làm gì? Vậy tại sao hồi đó cô không đứng ra giúp Từ Thiên Đường? Sao 10 năm sau cô phải lén lút gửi nhật ký của nội gián cho tôi? Nếu cô không nói rõ sự thật của chuyện này cho tôi nghe, tôi sẽ công khai hết tất cả về nhật ký để cảnh sát điều tra coi hồi đó xảy ra chuyện gì. Công khai cũng vô ích, bởi vì toàn bộ chứng cứ quan trọng của năm đó đều đã bị mất hết. Chứng cứ gì chứ? Dương Vĩnh Tường từng tới tìm tôi. Cô ấy nói trước khi Thi Hạo Chính chết đã từng nói có một điều rất quan trọng. Anh ráng lên xe tới bệnh viện rồi. Tôi sắp không được rồi. Là Hắc Cảnh. Hắc Cảnh phái người tới giết tôi. Kẻ nào là Hắc Cảnh? Tôi chỉ biết bọn chúng làm trong cục bảo an. Bọn chúng nói tôi xin tiền của bọn chúng nên muốn giết tôi diệt khẩu. Tình trạng giống hệt như người giết thư cáo mật. Người đó chết rồi. Lá thư đó có phải dùng để vu khống Từ Thiên Đường không? Nhớ kỹ, chúng ta không phải tự sát mà là bị kẻ khác diệt khẩu.
Nè, trắng lên đi. Nè. Trước khi Thiên Hậu Chính chết đã nói với tôi, anh ta và Từ Thiên Đường không phải là đồng lõa. Anh ta chỉ dùng ảnh để làm bia đỡ đạn, hy vọng mục tiêu của cảnh sát sẽ nhắm vào Thiên Đường. Vậy có nghĩa là thư cáo mật cáo buộc tội của Từ Thiên Đường là bị kẻ khác vu khống sao? Đúng vậy. Chiếu theo cách nói của Thiên Hậu Chính, thủ phạm thực sự có lẽ đó chính là cục bảo an. Với lại người cảnh viên với thư cáo mật có lẽ đã bị giết chết rồi. Cáo buộc này vô cùng nghiêm trọng, cậu có chứng cứ xác thực không? Một tháng rưỡi sau khi lá thư cáo mật đó xuất hiện, cục bảo an có một cảnh viên tên là Quỳnh Bưu đã nhảy lầu tự tử. Nhưng báo cáo hiện trường thì ghi dân cư xung quanh không nghe được tiếng la. Hiện trường cũng không có vết máu gì hết. Có khả năng trước khi anh ta tự tử đã bị kẻ khác giết chết. Còn phía cảnh sát chưa gì đã nhận định nguyên nhân chết không có khả nghi. Cậu nghi ngờ anh ta chính là người đã viết thư mật cáo vu khống Từ Thiên Đường. Tóm lại bây giờ việc cần phải làm chính là mở một cuộc điều tra nội bộ với cục bảo an, mau chóng tìm ra thế lực Hắc Cảnh. Tôi giao báo cáo của Dư Vĩnh Tường cho Tổng Canh Ty Phòng Điều tra Nội bộ Tô Tử An xử lý. Qua hôm sau, anh ta đã tới tìm tôi. Sư phụ, tìm em có gì không? Thầy đã coi bản báo cáo nội gián của em liên quan tới việc điều tra sâu về lá thư cáo mật. Tôi có cách nghĩ khác. Nếu không có mấy trang này, nội dung lá thư cáo mật này chính là sự thật. Từ Thiên Đường chính là Hắc Cảnh đã nhận hối lộ. Công việc điều tra của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Sư phụ, Winnie, em là đệ tử giỏi nhất của thầy. Thầy quan tâm tới tương lai của em. Thầy muốn đề cử em với cấp trên. Sau này hai thầy trò chúng ta cùng kề vai sát cánh, giành giang sơn. Cô chỉ vì muốn thăng quan tí chức nên đã giúp Tô Tử An quỷ dị chứng cứ. Khoan nói đã. Chính xác mà nói là anh ta hủy bản báo cáo đó trước. Tôi rơi vào tình huống không còn chứng cứ trên tay. Nếu tôi không nhận lời anh ta, tôi sẽ khó giữ thân. Cô không cần giả bộ nữa. Rõ ràng cô biết Từ Thiên Đường bị đổ oan, như cô đem giấu hết tất cả nhật ký. Hiện tại vì cô và Tô Tử An trở mặt nhau nên cô mới lấy sổ nhật ký này. Cô muốn lợi dụng tôi, giúp cô chơi trò chơi quyền lực. Cho dù mục đích chính là cái gì cũng được, mục tiêu của chúng ta giống nhau là được rồi. Cô thì có thể giúp Từ Thiên Đường lấy lại sự trong sạch, còn tôi có thể loại trừ được thế lực Hắc Cảnh của Tô Tử An. Chúng ta cùng hợp tác chia sẻ tình báo, thực chất chỉ có lợi chứ không có hại. Cô là người thông minh mà. Được thôi. Nếu cô đã lên tiếng nói chia sẻ tình báo, mong rằng cô không nên giấu tôi bất kỳ chuyện gì. Chuyện này đương nhiên rồi. Cô theo dõi Tô Tử An bấy lâu nay đã điều tra được gì? Tô Tử An rất thân thiết với cảnh ty cũ cục bảo an Quách Ngọc Hòa. 5 năm trước chúng tôi đã xác thực thì ra Quách Ngọc Hòa là một trong những thành viên của tập đoàn Hắc Cảnh quốc tế mang tên ông Tống. Tôi có lý do tin rằng Tô Tử An cũng là một trong số thành viên của tập đoàn này. Ý cô là lá thư cáo mật đó và Thi Hạo Chính bị giết hại, thậm chí là ngụy trang cảnh sát tự tử, mấy vụ này đều do tập đoàn của ông Tống gây ra, có phải hay không? Tôi chưa từng coi qua lá thư mật cáo nên tôi mới tìm cô giúp tôi điều tra tập đoàn này. Nhưng hiện tại tập đoàn Hắc Cảnh này mất tích lâu rồi. Nếu tụi tôi muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi biết có một người có thể giúp. Trác Khải. Vào 5 năm trước, anh ta đã dẫn dắt CIB triệt phá tập đoàn của ông Tống. Nếu để anh ta phát hiện Tô Tử An là cá lọt lưới, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho ông ấy. Chứ hiện tại sếp Trác không còn là cảnh sát, cộng thêm hiện giờ anh đã trở thành quân sư của hội Sùng Liên, thân phận rất khó xử thì tôi thấy anh không giúp đâu. Gần đây anh có hợp tác với cảnh sát triệt phá vụ án của Ban Vĩnh Hằng kia mà, nên theo tôi chưa chắc anh sẽ từ chối. Cộng thêm hai người là quan hệ thầy trò, để cô ra mặt nói, tôi nghĩ là anh sẽ đồng ý thôi.
Tôi nghi ngờ Tô Tử An dùng tài khoản ngân hàng này để cất giấu tiền đen mà hắn buôn bán danh tính có được. Trước giờ anh luôn lợi dụng em sao? Nếu bữa hai ngày không về nhà rồi thì tôi không gọi được. Còn có biết nói đâu không vậy? Tôi đoán chắc cô chưa từng biết yêu một ai. Thực chất cô không hiểu cái gì gọi là yêu cả.